Tại phiên họp chính phủ thường kỳ mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực rà soát tình hình tài chính và chuẩn bị sẵn sàng tài liệu sẽ tổ chức lễ chuyển giao hai ngân hàng không đồng. Hai ngân hàng còn lại trong nhóm các ngân hàng yếu kém, Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện nhanh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo nguồn tin, về hai ngân hàng không đồng sắp được chuyển giao, một trong hai ngân hàng là Ocean Bank đang trong quá trình hoàn tất những thủ tục cuối cùng để được chuyển giao về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Ngân hàng còn lại là CB Bank cũng đã có phương án xử lý qua những động thái của các bên liên quan. Có thể thấy nhà băng này sẽ được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank. Theo dự kiến, Ocean Bank và CB Bank sẽ được chuyển giao bắt buộc trong năm 2024 hoặc 2025.